kiếm tôi cái nào nó bán bảo hiểm tôi mới. Bảo hiểm 22 lai. Bảo hiểm hả? Không, bảo hiểm nhân thọ chứ không. Ờ, thế công bảo đứa nào đi bán thôi cái. Ờ, cứ như thế này nó giả nào là giả thế thì làm nó thành người thành viên ấy, thành viên của công ty ấy. Làm hợp đồng luôn, nó giả đầu tư cổ điểm nó giả 21%. Sau khi rồi sau đó lên phòng rồi thông báo. Đang đi Hà Nội cùng này, hôm nay ông tàu về. Nếu mà để ông tin được đứa nào nó xoay xoay, đưa cho tôi gặp. Mày em đi con sẽ đi chơi không? Điều. Máy nó đi lượt thì bằng bao nhiêu? Tương đối ruộng phẳng nhỉ. Giờ cái máy này mà đi sàn ruộng thì có phải tốt không? Ông bao nhiêu mấy tháng ở đây thì sàn cái ruộng rồi đi. Nhưng mà chúng nó không biết mua thêm cái này. Cái máy đầu sàn nó có đắt không? Không biết mua cái lưỡi cày 12 triệu đấy. Mua một cái lưỡi không? Cái cày không yêu ạ, 12 triệu cái đó đấy. Cái sàn ấy mà đi sàn ruộng cho người ta là khối thằng thuê luôn. Máy này mà thì to, mã lực thì to, nó khỏe. Cái máy như bọn nó đi vừa kia thì không ngồi được. Con này nó đầy đủ chức năng, vừa ủi vừa san vừa cày. À cái đồ thì kinh nhỉ. Đi làm công trình nó làm mấy chỗ thằng Thái giỏi nhỉ. Nhận người dự báo dự án, để các công trình về mua máy để thi công. À. Xong cái này nó đang chuyển vào cho Nghệ An. Làm cái tập đoàn của Mường Thanh. Thế là Mường Thanh à? Cho mẹ nó Mường Thanh thì đi đến đâu nó giàu rồi. Anh nhìn đúng nhỉ, ông đến ở chỗ bạn Mường Thanh thì thích thật đấy. Nhiều ông tập đoàn Vingroup, Vingroup với Vincom nó mạnh hơn nhiều chứ không? FLC bây giờ nó không mạnh. Không ấy thì bỏ luôn. Tại cái mới này. Đồng chí này ở đâu đấy? Có phải nên nhà đồng chí Trương Cẩm Bình. Vâng. Thanh niên chịu khó làm này. Tuổi chúng mày thế này thế là mai cho lấy vợ chưa? Bí thư đoàn xã Cẩm Bình đúng không ạ? Lấy vợ chưa? Chưa. Mai cho bảo bố lấy cho hai vợ. Chịu khó thế này. Bọn thanh niên dưới này bằng mày là bị chơi hết. Bác phải trả vào nhà cửa, bác phải trả chơi. Thì bao nhiêu thì bao chúng nó 30 chúng nó vẫn đi chơi nhiều à. Ngày 4 tuổi đâu rồi. Nhìn mặt cháu như vậy nó non như... Non đến nay mà 24 đâu. Đã mãi chưa? Đấy, tên nó trên áo đấy. Tìm hiểu rồi, mấy đứa rồi. Tan rồi bao nhiêu cô rồi chứ. Cháu đang bảo anh Trương thì đây đang làm cho anh ở dưới đây một thời gian tặng gái và anh giới thiệu rồi cũng chung lục. Tốt quá, đông quá kìa. Bao nhiêu kìa, các bà bao nào, nhiêu hoa nào xinh ấy. Thật, còn không cháu ạ.